Xin chào quý vị và các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại một điểm thi của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017. Trong sáng nay thì có khoảng 860.000 thí sinh sẽ làm bài thi môn văn trong vòng 120 phút. Đây cũng là bài thi theo hình thức tự luận duy nhất của kỳ thi này. Anh em bình thường ra mà. Ôn bài đi. Nhìn vào. Phần đây là kiểu. Anh